Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu công ty cấp thoát nước Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị thi công, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng hệ thống thoát nước, thu gom xử lý nước thải và hệ thống cấp nước hoàn trả mặt bằng đường đảm bảo theo quy định. Thời gian qua, các đơn vị thi công đã triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng hệ thống thoát nước, thu gom xử lý nước thải và hệ thống cấp nước do công ty cấp thoát nước Lâm Đồng làm chủ đầu tư. Trong quá trình thi công, các đơn vị đã có nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số tuyến đường, các nhà thầu đã không chấp hành các quy định về thi công công trình trên đường bộ và công tác hoàn trả mặt bằng chưa đảm bảo yêu cầu, ảnh hưởng tới an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu công ty cấp thoát nước Lâm Đồng nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác quản lý điều hành dự án, thường xuyên đôn đốc kiểm tra tình hình triển khai thi công, đặc biệt là công tác hoàn trả mặt bằng đường sau khi thi công dự án cấp thoát nước. Trường hợp các đơn vị thi công hoàn trả mặt bằng đường không đảm bảo theo quy định, đề nghị không tham gia đấu thầu các gói thầu khác. Đồng thời yêu cầu các đơn vị thi công các hạng mục còn dang dở hoàn thành trước ngày 28 tháng 4, tạm dừng việc đào đắp để tránh tình trạng ùn tắc và mất an toàn giao thông, phục vụ khách du lịch trong dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5, đi lại an toàn, thuận tiện. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt và Sở Giao thông Vận tải tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với những trường hợp vi phạm trong việc hoàn trả mặt đường.